Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh trên một tông màu của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục lên video để dẫn các bạn tông màu bức tranh, đó là hình ảnh một chú kiến đang vác một quả dâu tây nha, cùng tông màu với mình nhé. Đầu tiên mình sẽ tô phần cuốn màu xanh lá cây. Phần hạt mình sẽ tô màu be sữa. Quả dâu tây mình sẽ tô màu đỏ. Con kiến hôm nay mình sẽ tô màu sáng. Đôi mắt của kiến mình sẽ tô màu đen. Và trung vằn bụng của nó mình sẽ tô màu đỏ nha. Mình sẽ tô phần chân một chút màu sáng. Các bạn ơi, vậy là mình đã tô hoàn thiện xong bức tranh hình ảnh chú kiến đang bê một quả dâu tây màu đỏ. Các bạn có thể tham khảo tông màu hôm nay mình tô màu nha.
video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Đừng quên bật like và subscribe, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.